Hello cả nhà, hello bà con cô bác. Hôm nay Tiếp đi tập thể dục trong công viên. Ở trong đây có một cái hồ câu cá, rất là nhiều cá quý vị. Có một anh cần này, thủ đang nướng cá. Có một cần thủ trước khi vô câu cá là phải chở theo một thùng bia, một chén muối ớt và một bịch rau. Không biết có dính cá hay không mà bây giờ mình đuổi lên ghế, lên mồi đã hết rồi. Bây giờ đang nướng cá. Bây giờ là chiến bài phẩm rồi nha cả nhà. Wow, hai con cá lóc thử tại chỗ luôn. Đang gọi chiến hữu vô xử luôn. Đang đâu á? Đây là mình còn một số con cá bự ở đây nè cái gì. Cá lóc nha cả nhà. Ở đây là còn mấy con cá lóc chứ mấy con cá rô bự ở đây lắm. Trời ơi, xảy nữa rồi. Anh kia anh đang câu trúng cái ổ cá rô á. Nó bị thụt ổ. Anh câu cái là làm mồi trứng ong nha quý vị. Đây là cần thủ của chúng ta đây. từ cá đang ăn. Cá đang ăn, đang trúng ổ á. Cá rô bằng tay như nào quý vị. Đây là công viên Lê Thị Ri nha cả nhà. Anh đang trúng cái ổ cá rô quá trời luôn kìa. Mới để xuống là xử liền đó chứ. Cá rô bự cỡ này nè quý vị. Thấy mê là dịch dành phải không? Dành phải không? Mê là phải không? Mê là trúng ổ rồi. Đây là công viên quý vị, có một cái không gian để đi bộ nè. Hôm nay Tiếp vô đây Tiếp đi bộ. Bên đây cũng có sân bóng luôn. Mình câu cá tiếp nha, tại vì đang trúng ổ cá quý vị, thấy mê quá à. Cái trứng ong này. Đây bị gặp sát thủ rồi. Sát thủ rồi. Gặp sát thủ rồi. Không phải, gặp ổ. Làm như mấy anh gặp em hơn á. Dạ. Chắc vậy quá. Chắc vậy quá. Hôm nào đi câu cá gọi em ra nha. Quậy nó đang đây đó. Nó đang quậy một bầy bên kia kìa cả nhà. What? Wow, mới thả xuống dính luôn cả nhà ơi. Wow. Đã không? Dễ ăn quá. Cá rô câu nó nhạy lắm. Ủa con này bự à? Con này bự nãy giật lên tưởng không cá lóc chứ. Chắc cha nốt hay gì? Chưa. Nào. Có ngày ngồi chắc mỏ luôn. Vậy hả? Nó nhầm bữa, không có đúng ổ rồi nó. Ở đây mình có một cái hồ, ở đây bên đây câu cá rô với cá lóc nha quý vị. Ở đằng kia thì cá nàng hai giống cá lóc á. Giống cá thác lát á, cũng to, con nào con nấy to vậy nè. Rồi có một bên kia là câu cá tra nữa. Ngay bầy. Đừng có đi sát quá, nó to nó bị mất chết. Hồi xưa Tiếp cũng là một tay sát cá nha quý vị. Hồi xưa ở dưới quê Tiếp hả, con cá bé lớn vậy nè, con cá rô mà nhỏ bé lớn vậy nè, Tiếp ra ruộng hả, Tiếp giật lên một thao luôn. Chấm giật liền, anh để cho nó ghê. Cá rô biết nói luôn nội ơi. Cá rô biết nói luôn, con nào con nấy bự nè, cái gì. Ê. Wow. Đã quá ha. Không chịu trao trả cần luôn ta. Wow. Trước khi đi câu là mua thùng bia, làm chén muối ớt để sẵn, mua bịch rau, mua bịch than, mang cái lò rồi vô luôn. Lỡ bữa đó câu không dính con nào thì sao anh? Mua vô. Mua vô. Câu không dính thì mua vô. Wow. Trời ơi đã thiệt chứ. Đã thiệt chứ. Đã thiệt chứ. Trúng nguyên cái ổ của người ta rồi.
Ở bên đây mình có một khu vực câu cá nặng 2 nữa quý vị. Cá nặng 2 là giống như cá thác lát vậy đó. Cái mồi câu là con cá này nè. Mấy con có kiển nhỏ nhỏ mình nuôi á. Đây là con cá nè cả nhà. Ở đây có hai con cá to. Câu cá cũng là một môn giải trí, nó giúp cho cái sự kiên nhẫn của con người ta tốt hơn nha quý vị. Khi mình ngồi câu cá thì là mình sẽ giữ được cái tính của mình trầm tĩnh hơn đó nha cả nhà. Ok, bye bye quý vị. Bây giờ tiếp tục đi tập thể dục tiếp đây. Bye bye cả nhà.